Konnichiwa Vậy là chúng ta đã đi được một nửa chặng đường phần từ vựng là năm đúng không ạ? Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu với chủ đề là Kore onegashimasu Chúng ta sẽ dịch là hãy gửi giúp tôi cái này Còn cái này là cái gì thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào chi tiết Hãy ikimashou Imasu Imasu có nghĩa là có đúng không ạ ví dụ như chúng ta có kodomo ga imas thì chúng ta sẽ dịch là có con nhưng cũng là động từ imas nhưng ở đây sẽ không có nghĩa là có mà chúng ta sẽ dịch là ở ở đâu đó ví dụ như Nihon ni imas tôi ở nhật bản đúng không ạ Nihon ni imas tôi ở nhật bản hãy suy nghĩ Kakarimasu Kakarimasu có nghĩa là mất hoặc là tốn cái gì đó Ví dụ như tốn thời gian chúng ta sẽ nói là jikan ga kakarimasu hoặc là tốn tiền okane ga kakarimasu. Hay, tsugi. Yasumimasu. Đây là động từ nghỉ ngơi. Ví dụ chúng ta có câu kai sha yasumimas yasumimasu. Hay, nghĩa đầu tiên của chúng ta là nghỉ ngơi đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta sẽ dùng với một nghĩa đó là nghỉ nghỉ việc ấy ạ, nghỉ việc ở công ty. Kai sha yasumimas yasumimasu tôi tôi nghỉ làm ở công ty hãy study chúng ta có đây là các cách điểm đồ vật Hitotsu. tốt sự sẽ là một cái Phút hai cái Mitsu, ba cái y sự bốn cái ít sự năm cái các bạn còn nhớ năm ngày là gì không ạ à ngày mùng năm ấy chính là cả hãy còn ở đây itsutsu sẽ là năm cái mutsu sẽ là sáu cái nanatsu bảy cái yatsu tám cái kokonotsu chín cái và cuối cùng mười cái sẽ là thô thô hay tsugi đây chính là từ để hỏi ikutsu, ikutsu sẽ là từ để hỏi bao nhiêu cái, mấy cái, bao nhiêu cái. Đấy. Tiếp theo chúng ta có hitori, hitori có nghĩa là một người, một người. Còn một từ đó chính là làm gì đó một mình các bạn còn nhớ không ạ? Chính là ở bài số 10, hitori de, hitori de là một mình. Còn ở đây, ở đây, ở đây sẽ là một người. Tiếp theo hai người sẽ là futari, futari hai người Đấy, tiếp theo này nếu như chúng ta muốn nói bao nhiêu người thì chúng ta chỉ cần lấy số đếm cộng với ninh ví dụ như sang ninh đúng không ạ sang ninh ba người Đấy, còn từ một người và hai người sẽ là trường hợp đặc biệt cho nên chúng ta sẽ đọc là hi, hitori và futari ấy tiếp tiếp theo chúng ta có dai Dai chính là hậu tố dùng để đếm những vật Đếm những vật mà à, máy móc ví dụ như là ô tô hay là máy giặt hay là điều hòa đấy ạ thì chúng ta sẽ dùng với lại đại hãy tiếp theo mai sẽ là hậu tố dùng để đếm những vật mỏng như là tờ giấy hoặc là tờ tiền ví dụ như là một tờ chúng ta sẽ có ichi mai một tờ ichi mai hãy còn kai sẽ là đếm số lần ví dụ như một lần chúng ta có ikai còn hai lần nikai hãy quả táo của chúng ta Ringo Ringo Quýt sẽ là Mi càng Mi càng mi càng Sang đôi chi, sang đôi chi Chính là bánh sandwich đấy ạ Kare Kare Chính là món Món curry ấy Hay, Còn Kare rai sự, Rai sự là cơm Kare rai sử sẽ là cơm curry Hay Tiếp theo Ice cream, ice cream, ice cream sẽ là kem. Kit tê, tê là là tem, tem để dùng để dán vào phong bì ấy, mọi người. Hãy giữ Hagaki, hagaki sẽ là bưu thiếp. Còn phu tô, phu tô của chúng ta sẽ dịch là phong bì. Hãy, đây là bưu thiếp, còn đây là phong bì. Hãy, gì sí. Tiếp theo chúng ta có Sokutatsu Sokutatsu có nghĩa là gửi nhanh Còn Kakitome Kakitome của chúng ta sẽ là gửi bảo đảm Gửi bảo đảm tức là thế nào? Ở bên Nhật có các hình thức như là gửi nhanh sẽ là Ví dụ như là trong khoảng mấy tiếng thì chúng ta sẽ nhận được chẳng hạn Còn gửi đảm bảo tức là sẽ đảm bảo cho chúng ta sẽ không bị mất đồ Đồ đá không bị không bị hỏng hóc hay là làm sao đó Hãy, Tiếp theo chúng ta có từ eamaru, eamaru có nghĩa là gửi bằng đường hàng không, một từ hiragana cũng có nghĩa là gửi bằng đường hàng không, đó chính là kokubin, kokubin. KOKU ở đây là máy bay đúng không ạ? Vậy gửi bằng đường gì đó chúng ta chỉ cần lấy phương tiện và cộng với BINH. tương tự như thế chúng ta có futabin, futabin. Futa là thuyền đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta sẽ dịch là gửi bằng đường đường biển. Iteska Sĩ Rio Sinh Rio Sinh là bố mẹ Kiêu kyo dai Kyo-dai, Anh em Và mọi người lưu ý Kiêu dai ở đây là anh em ruột nhé Ấy, Tiếp theo chúng ta có Ani Ani là anh trai Oni Sẵn Oni Sẵn cũng có nghĩa là anh trai Ê, Ô tô tô ô tô tô là em trai. hay ô tô tô sảng ô tô tô sẵn cũng có nghĩa là em trai. tương tự như thế chị gái ane, anh trai là ani, chị gái là ane. tuy nhiên có một từ nữa đó chính là ô nê sảng ô nê cũng có nghĩa là chị gái. hay em gái của chúng ta là imoto imoto em gái imouto sẵn sằng, mô tô cũng là em gái dùng để gọi. Ví dụ như là em ơi, thì mình sẽ gọi là Imouto-san sang. Hay cá Tiếp theo chúng ta có gai cúc cự, gai cúc cự, gai bắt nguồn từ chữ ngoại là bên ngoài. Còn cúc cự là chữ quốc là đất nước, đất nước bên ngoài thì chúng ta sẽ dịch là nước ngoài. Gai cúc cự nước ngoài. Hay còn zem bự đệ, zem đệ là tổng cộng minh na là tất cả hãy gì chúng ta có di cẳng di cẳng là giờ đúng không ạ giờ là tiếng ví dụ như là um, hai tiếng chúng ta sẽ nói là ni di cẳng ni cẳng trong hai tiếng thì tôi đã làm xong bài tập ni di cẳng o yarimashita ấy tiếp theo chúng ta có à, siêu cẩn siêu cẩn là là bao nhiêu tuần ni siêu cẩn hai tuần đúng không ạ tiếp theo chúng ta có nani nani ka ghét sự số đếm cộng với ka ghét sự sẽ dùng để đếm bao nhiêu tháng ví dụ như 3 tháng chúng ta sẽ có sang ka ghét sự sang ka ghét sự tiếp theo chúng ta có nên nên là bao nhiêu năm số đếm cộng với nên bao nhiêu năm ví dụ như ichinen 1年 là 1 năm. Đấy. Tiếp theo chúng ta có gudai, gudai là khoảng. Ví dụ như là khoảng một năm chúng ta sẽ có 1年 gudai khoảng một năm. hãy còn từ để hỏi dono kurai, dono kurai sẽ là bao lâu từ để hỏi thời gian bao lâu. Ii desu ka? Hay, tsugi. Hay, tiếp theo chúng ta có dake, đặc kệ là chỉ có thể là số lượng hoặc là danh từ cộng với là kệ ví dụ như tôi chỉ có một quyển sách chúng ta sẽ nói là honga ippong đặc kệ đấy chúng ta sẽ dịch là xin mời vào hoặc là xin chào kỳ khách ý hay, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong tất cả từ vựng bài số 11 và sau đây chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại tất cả những từ đó. Hay, trích cử shimasho. Imas có nghĩa là có. Thì cái từ này sẽ dùng cho người đúng không ạ? Người hoặc là động vật. Còn imas ở đây sẽ có nghĩa là ở. Ví dụ như tôi ở Nhật Bản chúng ta sẽ nói Nihon ni imas. Hay, tiếp theo. kakarimas, Kakarimasu. Tốn, Yasumimasu, nghỉ. Ở đây có hai nghĩa, nghỉ ngơi hoặc là nghỉ, nghỉ công ty á, nghỉ làm ở công ty. Ikutsu, ikutsu chúng ta sẽ dịch là mấy cái, từ để hỏi, mấy cái. Hitori, hitori có nghĩa là một người. Hai người sẽ là futari. Còn từ ba người trở lên chúng ta sẽ chúng ta sẽ dùng với số đếm cộng với cộng với ninh. Ấy, tiếp theo, Tiếp theo sẽ là cách đếm đồ vật. Một cái chúng ta sẽ nói là hitotsu. Hai cái futatsu. Ba cái mitsu. Bốn cái yotsu. Năm cái sẽ là itsutsu. Sáu cái mitsu. Bảy cái nanatsu. Yatsu sẽ là tám cái. Cô cô nô chín cái và cuối cùng mười cái sẽ là thô thô ấy gì hay chúng ta có hậu tố đai hậu tố đai dùng để đếm phương tiện đi lại hoặc là máy móc ví dụ như là ô tô hoặc là máy giặt hay hậu tố mai dùng để đếm những vật mỏng như là tờ giấy hoặc là tờ tiền khai dùng để đếm số lần ringo ringo táo quýt sẽ là mi càng mi sáng đôi chị sáng đôi chị chính là bánh sandwich cà đa dai sụ cà ri dai là cơm cà ri ice cream ice cream là kem kihte kihte có nghĩa là tem tiếp theo chúng ta có haraki haraki có nghĩa là bưu thiếp phong bì thì sẽ là hư tộ hư số cứ tát dự số cứ tát dự sẽ là gửi nhanh còn gửi đảm bảo kakutome kakutome mẹ eamaru eamaru là gửi bằng đường gửi bằng đường hàng không còn một từ cũng có nghĩa là gửi bằng đường hàng không nhưng viết bằng hiragana sẽ là kokubin kokubin Đấy, khuyến binh. binh sẽ là gửi bằng đường biển gai cúc cự gai cúc cự có nghĩa là nước ngoài diô sinh diô sinh là bố mẹ còn anh chị em của chúng ta anh chị em ruột nhá chúng ta sẽ sẽ có từ Kiều ĐẠI Kiều đại hãy hãy tiếp theo chúng ta có ane hoặc là oni sằng sẽ là anh trai còn ô tô tô hoặc là ô tô tô sẵn có nghĩa là em trai còn chị gái của chúng ta sẽ là a nê hoặc là ô nê sẵn a nê hoặc là ô nê sẵn đấy imoto imoto hoặc là imoto sẵn có nghĩa là em gái đấy suy no slide độ this chúng ta có đa kệ đa kệ số từ cộng với đa kê sẽ là chỉ ví dụ như là ipung đa kê chỉ một cái Đây, tiếp theo là dêm buổi đệ dêm buổi đệ tổng cộng mina mina tất cả JI cẳng là để chỉ số tiếng ví dụ như hai tiếng sẽ là ni JI cẳng tương tự như thế số đếm cộng với siêu cẳng sẽ là sẽ là đếm đến số tuần ví dụ như hai tuần sẽ là ni siêu cẳng đếm tháng sẽ là Kagetsu Kagetsu đếm năm sẽ là số đếm cộng với nền. Ví dụ như một năm sẽ là ichi nền. Gurai, gurai khoảng khoảng một năm sẽ là ichi nền gurai. Và từ để hỏi dono kurai, dono kurai là bao lâu? Đấy. Hay, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong tất cả các từ vựng bài số 11. Các bạn nhớ hãy học tập thật chăm chỉ từ vựng để chúng ta có thể sử dụng thành thạo trong cuộc sống hàng ngày. Hay, otsukaresama deshita. Bye bye.